Ok, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở một quán cà phê rất là chill và có thể tạp âm sẽ hơi ồn một chút, anh em thông cảm nhé. Bởi vì là mục tiêu chính của video ngày hôm nay thì không phải cái quán cà phê này, mà mình muốn nói tới các bạn đó chính là đây, chiếc điện thoại ở bên phải mình, Realme XT. Đây là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu cái camera chính với cảm biến lên tới là 64 megapixel. Các bạn không nghe nhầm đâu. Ngay cả cái máy ảnh chúng mình đang dùng để quay video đây thì cũng chỉ có độ phân giải là khoảng 24 megapixel nhỉ. Nhưng mà giờ đây chúng ta đã có 64 megapixel trên một chiếc điện thoại rồi. Và bây giờ thì chiếc điện thoại này sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam dưới dạng hàng chính hãng các bạn ạ. Và ở bên trái mình thì có lẽ là một cái sản phẩm mà có lẽ anh em cũng đã quen thuộc rồi, đó chính là Realme 5 Pro. Về cơ bản thì mình nhìn thấy rằng hai chiếc điện thoại này không có gì khá là nhiều khác biệt. Màn hình thì Realme XT to hơn một chút này, 6,4 inch. Ở mặt sau, thiết kế của Realme 5 Pro thì mình luôn đánh giá rằng rất hay và rất đột phá, đó là thiết kế mặt cắt kim cương. Còn trên Realme XT thì nó lại dạng radiant và hơi bóng một chút. Và cái sự bóng này là do mặt lưng bằng kính đó các bạn ạ. Thì ngay bây giờ các bạn có thể đã nhìn thấy rồi, đó chính là trên Realme XT chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình. Đây, còn trên Realme 5 Pro thì vẫn chỉ là cảm biến vân tay một chạm. Đó, ở mặt lưng thôi. Rồi, hai chiếc điện thoại này thì đều chạy con chip là Snapdragon 712. Công nghệ màn hình ở trên Realme XT thì như mình đã nói, cảm biến vân tay trong màn hình mà thì sẽ là AMOLED, còn ở đây thì là IPS LCD, độ phân giải đều là Full HD cộng. Các thông số khác thì chúng ta vẫn sẽ có gần như là tương tự giữa Realme XT và Realme 5 Pro. Bộ nhớ vẫn là chuẩn cũ chứ chưa phải là UFS 3.0. Vẫn sẽ có jack cắm tai nghe 3.5, cổng sạc USB Type-C, hỗ trợ VOC 20W. Tuy nhiên, cấu hình không có nhiều khác biệt nhưng mình thấy đã có sự hoàn thiện nhiều hơn về mặt bên ngoài và thiết kế. Ngoài mặt lưng kính cũng như là màu sắc radiant mới mẻ ra thì cái cạnh viền như mình thấy đã hoàn thiện, cầm chắc tay và thích hơn. Đó là một điểm cộng bởi với Realme 5 Pro mình cầm cảm giác vẫn hơi cấn tay. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần chính nhá, đấy là camera. Bởi vì nâng cấp mạnh nhất ở trên Realme XT chính là camera mà. Đây, anh em có thể nhìn này. Trên Realme 5 Pro thì là siêu 48 megapixel, còn trên Realme XT thì là siêu 64 megapixel. Chụp thử một chút nhá. Đó. Ngay hiện tại thì mình thấy màu sắc ở trên XT có vẻ gì đó tươi hơn một chút. Anh em nhìn thấy màu xanh này. Cái này có thể một phần là do màn hình. Tất nhiên là mình sẽ về mình đánh giá sau. Đây, đây là cái ảnh lúc nãy mình chụp ở trên tầng 3 của quán cà phê này. Rất chill anh em ạ. Ui, các bạn có thể thấy chi tiết của những cái lá này lên rõ hơn hẳn là so với 48 megapixel ở trên Realme 5 Pro. Rồi, đó là điểm qua về Realme XT. Chiếc điện thoại này thì trong tương lai gần sẽ được bán và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Những cái nâng cấp thì như mình đã điểm qua, màn hình Super AMOLED này, cảm biến vân tay trong màn hình, thiết kế có một phần gì đó khác biệt đi một chút, mặt lưng kính sang trọng, cầm chắc tay hơn. Phần viền màn hình mình thấy hoàn thiện cũng tốt hơn rồi này. Và đặc biệt là cụm camera bây giờ là 64 megapixel. Đó, anh em không nghe nhầm đâu. Rồi, anh em thấy video hữu ích thì đừng quên ấn like, subscribe cũng như là bấm chuông để không bỏ lỡ những video tương lai từ Relab. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ phải đi chụp ảnh để test nốt cái camera này đây. Ui, trông ảnh thích quá các bạn ạ.